Nha, hôm nay là có cái thức ăn chuột ưa thích nhất đây. Đấy, một cái túi này là nó rơi vào tầm 10 viên được ạ. Đó thì mình sẽ mời các anh lên trên kia tí sớm nha. Đấy. Các anh lên sớm sớm tí. Đấy, mình đeo găng tay nhé các bạn nhé. Đeo găng tay cho nó thứ nhất là chống độc. Thứ hai nữa là để không có mùi người. Ở đây thì mình sẽ bỏ khoảng 5 cái viên mời các anh chơi. Đây. 5 viên ở vị trí này. Mời các bác chơi, hiểu không? Đấy. Đấy nha, cảm ơn các bác. Thế còn cái chỗ này thì mình sẽ đem ra cái khu vực dưới gầm của cái vườn rau. Mời các bác xơi tiếp. Mỗi cái gầm này thì mình sẽ để 5 à 3 3 viên. Đấy, từ từ để mình bật cái đèn lên nào. Ok. Mỗi gầm này là mình gửi 3 viên. Cách đều nhau để xác suất là các bác ăn được là nó cao. Nhiều khi cứ dùng nhiều từ chuyên môn quá, ngại quá. Một học nhiều nó dở đấy. Dùng nhiều từ chuyên môn. Đấy, để cái vị trí nó khô khô tí. Này thì thứ sáng thứ hai thì mình đã nhờ cô lao công là lấy lại tất cả những cái này, sau đó cho vào túi. Đấy. Ok. Như vậy là tổng là 9 viên. 9 viên, 3 viên, 15 viên nữa là 14 viên. Thế thì mình sẽ để thêm một ít nữa cho số nó đẹp đẹp tí. Chỗ này ví dụ như tăng thêm 2 viên. Như vậy thành 16 viên là số lọc đấy. Đủ 16 viên nếu mà ngày mai mà bác lao công thấy rằng là chỉ còn một ít hơn 16 viên thì chứng tỏ là các đại bác chuột nhà ta là sắp được đi khá sớm. Ok. Ok. Xong rồi. Như vậy một túi này là 20 viên. 20 viên. Và hiện nay mình có hai túi. Đấy, mỗi túi này như đâu 15 hay 20 nghìn đấy. Đấy, nhưng mà của một đồng thì công 10 nén cơ. Ok, hy vọng rằng các bác là chúc các bác ngon miệng nhá.